Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong cuộc sống có những cuộc tình khiến cho mọi người phải đồng cảm và thán phục, một câu chuyện tình khiến cho người nghe, thậm chí những người chứng kiến mỗi khi nhắc lại không khỏi kìm được xúc động. Một cô gái đem lòng yêu say đắm với một chàng trai và quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, vào sắp ngày cưới, cô gái hoảng hồn vì biết bạn trai có 6 con riêng. Dù biết được sự thật, nhưng cô đã có một quyết định khiến cho tất cả mọi người phải ngỡ ngàng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Trong cuộc sống có những cuộc tình khiến người ta phải thốt lên rằng ngôn tình có thật, chuyện của Chu Tử Thanh và Trần Trúc Ẩn cũng là một trong số đó. Kết hôn với người đàn ông quá vợ thực sự là một thử thách, chẳng dễ dàng gì để một người dám bước vào một cuộc hôn nhân cùng lúc với chuyện đảm đương trách nhiệm làm mẹ. Thế nhưng Trần Trúc Ẩn lại viết nên được một câu chuyện khiến người ta trầm trồ. Trần Trúc Ẩn là vợ của Chu Tử Thanh, một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Chu Tử Thanh sinh năm 1898 tại Chiết Giang. Năm lên 10, gia đình đã bắt đầu lo chuyện cưới xin cho Tử Thanh. Ông đính hôn với Võ Trung Khiêm, người xuất thân trong gia đình khá giả. Có cha là bác sĩ nổi tiếng tại Dương Châu. Sau khi kết hôn, tình cảm của hai vợ chồng rất tốt. Trung Khiêm tuy xuất thân giàu có nhưng chẳng nề hà công việc gia đình. Bà cố gắng giúp chồng xử lý chuyện trong nhà để ông thoải mái xây dựng sự nghiệp. Sau 12 năm kết hôn, họ đã có với nhau 6 đứa con. Tuy nhiên, đến năm 1929, Võ Trung Khiêm qua đời vì bạo bệnh. Chu Tử Thanh đã lập tức ngất xỉu khi nghe hung tin. Khi đó, vì tình yêu dành cho vợ sâu sắc, ông tuyên bố sẽ không bao giờ kết hôn lần nữa. Thế nhưng, cuộc sống của một người bố một tay nuôi 6 đứa con không dễ dàng. Đứa con út thậm chí còn chưa đầy một tuổi. Cuối năm 1930, hai người bạn của ông quá thương bạn nên sắp xếp một buổi xem mắt dưới danh nghĩa rủ đi uống rượu. Lúc đó Chu Tử Thanh quen Trần Trúc Ẩn. Trần Trúc Ẩn sinh năm 1903, từ lúc 16 tuổi bà đã tự kiếm sống do bố mẹ mình đã qua đời. Trúc Ẩn tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn, ngay lần gặp đầu tiên Chu Tử Thanh đã có ấn tượng tốt về bà, tuy nhiên ông vẫn chưa có ý định tiến xa hơn. Trái lại, Trần Trúc Ẩn lại biết đến danh tiếng từ trước và có cái nhìn rất tích cực về Chu Tử Thanh. Sau này, bà chủ động gửi một món quà dành cho họ Chu, đó là một bức thư kèm theo chiếc lá phong đỏ thắm được bọc bằng gấm tinh xảo. Điều này khiến Chu Tử Thanh bất ngờ nhưng đồng thời cũng khiến cho con tim ông rung động. Đã từ rất lâu rồi, họ Chu mới được cảm nhận một chút gì đó văn nghệ đến thế. Không lâu sau, cả hai có cuộc hẹn đầu tiên đi xem phim với nhau. Chu Tử Thanh cũng được bạn bè thuyết phục nhiều nên thoải mái hơn với chuyện hẹn hò ông biết rõ bản thân không thể tự mình nuôi sáu đứa con thật tốt nên cởi mở hơn với chuyện tìm kiếm bạn gái chu tử thanh vận dụng khả năng văn chương của mình và viết rất nhiều thư tình gửi trần trúc ẩn trúc ẩn cũng có máu văn chương nên trả lời rất văn hoa cả hai cứ gửi đi gửi lại thư từ như thế lúc cả hai đã yêu đương mặn nồng rồi thì chu tử thanh phát hiện dường như trần trúc ẩn làng tránh mình Hóa ra, vào thời điểm ấy, Trần Tiểu Thư mới hơn 20, bà phát hiện ra người yêu của mình đang nuôi đến 6 đứa con có cùng vợ cũ. Điều này khiến bà vô cùng lo sợ vì cho rằng bản thân không đảm đương được chuyện chăm sóc quá nhiều đứa trẻ như thế. Chu Tử Thành biết chuyện lại càng gửi sang nhiều thư tình hơn, đồng thời khẳng định tình yêu của mình. Những bức thư tình đó khiến Trần Trúc Ẩn cảm động và quyết định nhận trách nhiệm nặng nề là cùng họ Chu nuôi nấng 6 đứa trẻ. Sau này, bà viết trong một cuốn sách về sự lựa chọn của mình. Tình cảm của tôi với anh ấy đã sâu đậm rồi, đối với một người chuyên tâm học hành, tài giỏi như anh thì nên có người giúp đỡ, ở bên anh mới thuận hòa hạnh phúc. Năm 1932, họ tổ chức đám cưới ở Thượng Hải, đúng kỷ niệm 2 năm gặp nhau, để hỗ trợ chồng yên tâm với sự nghiệp, Trần Trúc ẩn hoàn toàn bỏ đi những đam mê của mình. Trước đó, bà vốn nổi danh với tài năng nổi bật về thơ ca, văn xuôi và hội họa nhưng bây giờ bà hoàn toàn bỏ qua giấc mơ nghệ thuật. Gia đình đông con, thu thập chính chỉ có từ việc dạy học và viết lách của Chu Tử Thanh nên khá eo hẹp. Bà chưa bao giờ phàn nàn mà cố gắng chi tiêu tàn tiện nhiều nhất. Thậm chí, để có tiền thuê gia sư cho các con học, Trần Trúc Ẩn còn âm thầm đến bệnh viện để bán máu nhiều lần. Thế nhưng Trần Trúc Ẩn vốn là một người có máu nghệ sĩ, từ khi lấy chồng chăm sóc 6 người con của chồng, cuộc sống của bà xa rời với trước kia quá, bà không còn biết cảm giác được đi xem phim, vẽ tranh nữa. Thay vào đó là bếp lò, giặt rũ, tiếng những đứa trẻ ồn á cả ngày. Bởi vậy, một người bạn đến nhà chơi, bà đã cùng cô gái ấy nói chuyện rất nhiều, từ sở thích xem kịch đến quần áo thời trang. Điều này khiến Chu Tử Thanh thấy bực bội. Ông nhớ đến người vợ cũ của mình, lúc nào cũng chu toàn đến việc gia đình. Khi ông viết lách like, thì vợ sẽ dỗ các con im lặng. Trần Trúc Ẩn thì ngược lại, cũng thoải mái với những chuyện riêng. Chu Tử Thanh đã tức giận và ghi vào nhật ký những lời hằn học biểu lộ sự tức giận dành cho vợ mình. Sau này bà thấy những thay đổi của chồng rồi đọc được những lời hằn học, bà quyết định ly hôn vì không muốn hy sinh để nhận về điều cay đắng. Sự quyết liệt của vợ khiến Chu Tử Thanh hoảng hốt tột cùng bắt đầu quay sang nhận trai. Từ chuyện này họ đã nói chuyện và cải thiện được mối quan hệ của mình. Trần Trúc Ẩn đã sinh cho chồng ba người con, tổng cộng có 9 đứa trẻ. Cuộc sống của Trần Trúc Ẩn không hề dễ dàng, lúc nào bà cũng bận rộn và chu toàn mọi chuyện. Sáu đứa con vợ trước rất kính trọng mẹ kế, ngược lại, Trần Trúc Ẩn cũng đối xử với các con rất công bằng. Chiến tranh chống Nhật bùng nổ, cả gia đình chuyển về Côn Minh để giảm bớt gánh nặng cho chồng, Trần Trúc Ẩn quyết định đưa con quay về Thành Đô, bà xin việc ở một thư viện và chăm sóc các con chu đáo để chồng yên tâm công tác giảng dạy. Thế nhưng, đến năm 1948, Chu Tử Thanh qua đời vì bệnh tật khi chỉ mới 50 tuổi. Trần Trúc Ẩn đau đớn đến mức tường chừng gục ngã. Tuy nhiên sau lưng bà còn có chín đứa con. Bà phải vững vàng, mạnh mẽ để còn nuôi dạy các con nên người. 42 năm tiếp theo, Trần Trúc Ẩn vẫn luôn đồng hành cùng các con, nuôi nấng từng đứa con một thành tài. Bà không đi bước nữa, dù thời điểm đó vẫn còn trẻ, còn xinh đẹp. Thời gian rảnh rỗi, bà lại xếp lại những bản thảo của chồng từ ngày xưa, đến năm 1990, Trần Trúc ẩn cũng qua đời. 7 năm sau ngày bà mất, con cái chuyển nhà vô tình tìm thấy một chiếc hộp của Chu Tử Thanh dùng năm xưa và gửi lại cho vợ. Chiếc hộp này đã cùng Trần Trúc ẩn vượt qua chiến tranh nguy ngập. Hồi chuyển nhà, họ chỉ đưa những vật dụng thiết yếu nhất và chiếc hộp này là một trong số đó. Những người con luôn coi đây là kho báu của mẹ vì bà gìn giữ rất cẩn thận. Sau khi lau sạch sẽ, họ mở hộp ra rồi chết sững người khi thấy bên trong là 75 lá thư tình mà Chu Tử Thanh viết cho vợ. Hóa ra, dù có trăm đắng ngàn cay, chiến tranh ngặt nghèo, đối với Trần Trúc Ẩn, đây vẫn là thứ đồ quý giá nhất của bà. Bà phải ôm theo bằng được. Những người con thấy đồ đã bắt đầu bật khóc, họ nhận ra ngân ấy năm trời, thứ quý giá nhất của mẹ họ chỉ là những lá thư tình đã ố vàng này thôi. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.